Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 Tây tháng 7 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau vài phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên với nhan đề sốc, thất vọng, tràn đầy năng lượng. Các cử tri đối mặt với bối cảnh chính trị mới của đất nước khi Tổng thống Biden rút lui. Kính thưa quý vị, các cử tri từ Phoenix đến Florida đã phản ứng với quyết định mang tính lịch sử của Tổng thống Biden là không tiếp tục cuộc đua Tổng thống và chia rẽ về việc ai sẽ thay thế ông. Các cử tri trên khắp nước Mỹ cho biết họ đã rất sửng sốt sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, đưa cuộc đua Tổng thống đi theo một hướng mới không ngờ mà một số người ủng hộ, trong khi những người khác lại tỏ ra lo ngại. Một số người ủng hộ Biden phát biểu với NBC News vào chiều Chủ nhật cho biết là họ cảm thấy rất thất vọng về quyết định của ông, trong khi những người khác có kế hoạch bỏ phiếu cho ông lại cảm thấy phấn khởi khi nghĩ rằng một ứng cử viên khác có thể cạnh tranh tốt hơn với cựu Tổng thống Donald Trump. Jamie Yu, 27 tuổi, một y tá ở Phoenix, Arizona, cho biết rằng đây có thể là cơ hội cho sự thay đổi lớn lao hoặc một tai họa khủng khiếp. Bà đã có kế hoạch bỏ phiếu cho Biden vào tháng 11. Chỉ vì tôi không muốn bỏ phiếu cho Donald Trump. Tôi không muốn ông ấy trở lại. Ngay sau khi đưa ra thông báo trên X, Tổng thống Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ. Lauren Adelman Tomasulo, 66 tuổi, một huấn luyện viên Pilates, đã lên kế hoạch bỏ phiếu cho Biden lần thứ hai, cho biết bà nghĩ rằng bà Kamala Harris sẽ mạnh mẽ và hoàn thành mọi công việc. Và bà kêu gọi đảng Dân Chủ tập trung vào việc đoàn kết ủng hộ bà ấy để đánh bại Donald Trump. Nhưng Kamala Harris không phải là lựa chọn duy nhất được mọi người ủng hộ. Tại Butler, Pennsylvania, không xa nơi Trump sống sót sau vụ ám sát hụt, trong một cuộc vận động tranh cử vào ngày 13 Tây tháng 7, Angela Bost cho biết bà nghĩ giới tính và chủng tộc của bà Kamala Harris có thể khiến bà không giành được nhiều phiếu bầu, và nói rằng tôi nghĩ rằng nhiều người đàn ông trên đất nước này có thể không đồng tình với điều đó. Và thậm chí một số người tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho bà cũng đặt ra câu hỏi về quan điểm và thành tích của bà. Casey Spratt, một cử tri Dân Chủ đến từ Michigan, mô tả Kamala Harris rõ ràng là sự lựa chọn an toàn, và nói rằng cá nhân tôi không biết liệu đó có phải là lựa chọn tốt nhất cho đảng Dân Chủ hay không. Nhưng nếu đảng Dân Chủ cảm thấy bà ấy là người phù hợp nhất, thì đó là điều mà họ sẽ thực hiện. Tôi là cử tri của đảng Dân Chủ, vì vậy tôi hy vọng sẽ có ai đó trong đảng Dân Chủ sẽ trở thành tổng thống. Vấn đề bỏ phiếu hàng đầu của tôi là quyền phụ nữ, quyền tự do sinh sản, quyền tự làm chủ lấy cơ thể của chính mình và con người của tôi. Bất cứ điều gì đe dọa đến những điều đó, tôi sẽ không dung thứ. Một số cử tri cho biết họ muốn có một ứng cử viên khác. Có nhiều người đề cử cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ron Brooker, 77 tuổi, một cư dân Phoenix, người đã có kế hoạch bỏ phiếu cho Biden, đã đề xuất thượng nghị sĩ Mark Kelly, là thượng nghị sĩ của Arizona. Brooker cho biết về những lời chỉ trích nhắm vào Trump, và bất kể người được đề cử mới là ai, họ cần phải nhấn mạnh rằng ông ta là một tên tội phạm bị kết án. Và đối với một số người khác ủng hộ Trump, việc Biden ra đi
chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của họ. Tyler Kunkowski, 18 tuổi, một đảng viên Cộng hòa đến từ Florida, hiện đang có mặt tại Washington DC để tham dự sự kiện America in One Room, một cuộc tụ họp của những người lần đầu tiên đi bỏ phiếu để thảo luận về các vấn đề chính sách, cho biết tin tức về Biden khiến anh vui mừng vì điều đó giúp Trump dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhiều đảng viên Dân Chủ không ủng hộ bà Kamala Harris và không có ứng cử viên nào khác có đủ thời gian để tập hợp một chiến dịch mạnh mẽ vào thời điểm bầu cử. Vì vậy tôi không cảm thấy bất kỳ ứng cử viên nào khác có cơ hội đánh bại Donald Trump. Nhiều cử tri cho biết là họ rất bất ngờ trước quyết định của Tổng thống Biden, nhưng đồng thời họ cũng hiểu được những lo ngại ngày càng tăng về tuổi tác và năng lực của ông Biden, đặc biệt là sau những khó khăn của ông trong cuộc tranh luận với Trump vào tháng trước. Adelman Tomasulo cho biết rằng: "Tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy vì tất cả những công sức mà ông ấy đã bỏ ra, và tôi nghĩ ông ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực để rời cuộc đua." Một số cử tri bày tỏ cảm giác bất an khi phải đối mặt với bối cảnh chính trị đầy biến động. Carrie Robb ở Butler, Pennsylvania, người không nói rõ là bà ủng hộ ứng cử viên nào, cho biết rằng: "Tôi nghĩ phần đáng sợ nhất của tất cả những điều này là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta không biết đất nước này sẽ đi về đâu. Bây giờ điều đó cho thấy rằng phiếu bầu của mọi người không thực sự quan trọng. Bất kể bạn bỏ phiếu cho ai, đó là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, điều đó không còn quan trọng. Chỉ là phiếu bầu của chúng ta có còn được tính nữa hay không? Hay là họ chỉ quan trọng đến cuộc chiến giành phiếu cử tri đoàn để quyết định kết quả?" Trong khi đó, thưa quý vị, Stephen Dint, một cử tri độc lập đến từ Alaska, người cũng có mặt tại Washington để tham dự cuộc họp của America in One Room, cho biết là ông coi đây là cơ hội cho ứng cử viên độc lập Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Stephen nói rằng: "Tôi nghĩ đây là cơ hội của Kennedy khi Biden rời khỏi cuộc đua. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cử tri đồng ý với những gì Kennedy nghĩ, nhiều hơn Kamala." Và sau đây là bài bình luận của tác giả Trấn Nguyễn với nhan đề "Biden bỏ cuộc, lợi hay hại?" Kính thưa quý vị, người Việt mình vẫn chưa ý thức được chính trị rất quan trọng. Việc ông Biden tự nguyện bỏ cuộc, tôi rất mừng. Nhưng điều tôi lo nhất là tiền ủng hộ từ các nhà tỷ phú ủng hộ đảng Dân Chủ đã ít đi. Tục ngữ mình có câu: "Không thầy đố mày làm nên." Nhưng tôi tạm sửa lại một chút cho thích hợp với câu chuyện hôm nay, rằng không tiền đố mày làm nên. Trong khi Elon Musk tuyên bố sẽ ủng hộ 45 triệu đô la mỗi tháng cho Trump, thì làm sao đảng Dân Chủ có đủ nguồn lực để chống đỡ đây? Bầu cử nước Mỹ đánh giá sự chiến thắng qua tiền bạc, chứ không phải cử tri, không phải lá phiếu. Chính vì vậy, tôi mới viết bài nói về cuộc vận động tranh cử tổng thống của Mỹ hao tốn bạc tỷ nhiều nhất trên thế giới là vậy. Đảng nào cũng có cái văn hóa chính trị kỳ cục. Khi đang mùa bầu cử, khi người lãnh đạo đảng còn đang tranh cử, thì không có đảng viên nào trong đảng muốn có hy vọng cả. Ngoại trừ người lãnh đạo đảng tự nguyện rút lui thì họ mới được phép ra tranh cử. Đó là một luật bất thành văn trong cả hai đảng. Tổng thống Biden bị thúc ép rất nhiều bởi các nhà tỷ phú ủng hộ đảng Dân Chủ. Tôi nghĩ ông ta bỏ cuộc về sức khỏe thì đúng hơn, dù chính bản thân ông không nói ra. Nhưng nếu nhìn thần sắc của ông và những bước đi nặng nhọc, thì chúng ta cũng đủ hiểu sức khỏe và thần trí minh mẫn của ông không đủ khả năng để đi tiếp. Tổng thống Biden, 81 tuổi,
đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và khiến cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 rơi vào tình trạng hỗn loạn vào Chủ nhật. Trước áp lực không ngừng từ các đồng minh thân cận nhất của ông là phải rời khỏi cuộc đua trong bối cảnh lo ngại sâu sắc rằng ông đã quá già và yếu để đánh bại tên tội phạm bị kết án Donald Trump. Sau khi gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là đối tác phi thường, ông đã tán thành để bà thế chỗ ông trên tấm vé. Tổng thống Biden đã viết trên mạng xã hội rằng được làm tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi từ chức vì đất nước này và vì lợi ích tốt nhất của tôi, và tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Đảng Dân Chủ đã rất ngạc nhiên trước tin tức này. Thời điểm này dường như đã khiến nhiều người, bao gồm cả các thành viên quốc hội và các nhà tài trợ hàng đầu, đều tỏ ra ngạc nhiên. Vì các chủ tịch đảng cấp tiểu bang và các tiểu bang xung đột đã cùng nhau công bố một bức thư chung tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống Biden vào sáng ngày Chủ nhật. Đảng Dân Chủ đã dành nhiều tuần để suy đoán về các ứng cử viên tiềm năng, và đứng đầu danh sách đó là Phó Tổng thống Kamala Harris. Người có vị trí bên cạnh ông Biden khiến bà trở thành lựa chọn hiển nhiên đầu tiên để kế nhiệm Tổng thống, và là người được ông Biden nhanh chóng tán thành. Bà ấy cũng có thể giữ lại hàng chục triệu đô la tiền quyên góp do Ủy ban Chiến dịch chung Biden-Harris nắm giữ nếu bà được chọn làm ứng cử viên. Một bức thư đã bắt đầu được lưu hành trong Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ khi các đại biểu bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Kamala Harris. Bức thư viết rằng: "Chúng tôi tin rằng ứng cử viên tổng thống mạnh mẽ nhất của chúng tôi, người có thể đưa ra tầm nhìn thống nhất, rõ ràng nhất cho tương lai của Hoa Kỳ, là Phó Tổng thống Kamala Harris. Chúng tôi trân trọng kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2024 và tất cả các cử tri vào tháng 11 hãy ủng hộ cho Kamala Harris cho chức Tổng thống Hoa Kỳ." Và sau đây xin mời quý vị thính giả nghe một số quan điểm, nhận định của một số nhân vật nổi bật như Thống đốc George Shapiro của Pennsylvania, người thường được coi là ứng cử viên cho tấm vé của Đảng Dân Chủ, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Tổng thống đã làm những việc quan trọng để đưa đất nước chúng ta tiến lên, bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và bảo vệ tự do thực sự. Ông không thảo luận về khả năng ứng cử tiềm năng của mình hay đề cập đến cái tên Kamala Harris, người được Biden tán thành. Bill và Hillary Clinton tán thành Kamala Harris, viết trong một bản tuyên bố rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ bà ấy. Họ nói thêm rằng bây giờ là lúc chúng ta cần ủng hộ Kamala Harris và đấu tranh bằng mọi thứ chúng tôi có thể để bầu chọn bà ấy. Tương lai của nước Mỹ phụ thuộc vào điều đó. Hillary Clinton hiểu rõ hơn ai hết thách thức khi trở thành một phụ nữ chạy đua với Trump và điều đó sẽ như thế nào. Randy Weingarten, chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ và là đồng minh thân cận của Biden, cho biết rằng: "Trước hết, tôi xin cảm ơn Tổng thống. Chúng tôi rất đau lòng, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của ông. Đã đến lúc Đảng Dân Chủ cần đoàn kết lại." Rachel Maddow nói với khán giả MSNBC rằng: "Thật là một người đàn ông vĩ đại. Ông ấy là một người yêu nước. Thật là một hành động cống hiến vị tha cho đất nước của chúng ta." J. Jacob, chủ tịch Đảng Dân Chủ ở New York, không ngay lập tức đứng sau lưng Kamala Harris. Khi được hỏi ông ấy muốn coi ai là ứng cử viên của đảng, ông ấy chỉ nói rằng ông ấy đang yêu cầu tất cả các đại biểu và viên chức của Đảng Dân Chủ hãy giữ bình tĩnh và không suy đoán hay tán thành trước khi chúng tôi có cơ hội, với tư cách là một phái đoàn triệu tập từ xa trong tuần này.
Dân biểu Mike Levin của California cho biết trong một tuyên bố rằng: "Tôi tự hào đi theo sự dẫn dắt của Tổng thống Biden trong việc tán thành Kamala Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ của chúng tôi." Các nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ từng thúc đẩy Biden từ chức đã ca ngợi quyết định của ông. Gideon Stein, người đã trở thành nhân vật hàng đầu trong cộng đồng các nhà tài trợ thúc đẩy ứng cử viên mới, đã gọi Biden là một anh hùng Mỹ thực sự và dự đoán rằng quyết định này sẽ mở đường cho chiến thắng của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua tổng thống. Daniela Baluares, giám đốc điều hành của một nhóm có tên Leadership Now Project, người đã dẫn đầu các cuộc kêu gọi từ các giám đốc điều hành doanh nghiệp yêu cầu Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử của mình, đã so sánh quyết định của ông với quyết định của George Washington và gọi đó là tiền lệ lịch sử cho sự lãnh đạo vị tha. Trong số các đảng viên Đảng Dân Chủ Hạ viện bày tỏ sự ủng hộ để bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng, có dân biểu Jamal Bowman của New York, người đã nói trên mạng xã hội rằng bà ấy là sự lựa chọn đủ điều kiện nhất và tốt nhất để dẫn dắt chúng tôi tiến lên. Và dân biểu Debbie Wasserman của Florida đã viết rằng: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Kamala Harris và người dân Mỹ, những người sẽ giúp chúng tôi đánh bại Donald Trump." Các nhà tài trợ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris ngay lập tức bắt đầu ủng hộ việc đề cử bà. Steve Phillips, một luật sư ở San Francisco và là một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ, cho biết trong một tin nhắn rằng: "Các nghi thức chính trị và chiến lược bầu cử đều quy định rằng đảng nên tập hợp lại phía sau Phó Tổng thống để trở thành người đưa ra tiêu chuẩn vào mùa thu này. Kamala Harris sẽ tiếp thêm sinh lực và kích thích các cử tri da màu vốn không hài lòng với Biden, là nguyên nhân khiến số phiếu của ông ấy giảm sút." Ron Klain, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Biden, đã đổ lỗi cho các nhà tài trợ và những dân biểu, những thượng nghị sĩ trong quốc hội đã loại bỏ ứng cử viên duy nhất từng đánh bại Trump. Và kính thưa quý vị, tổ chức Emily List là một nhóm nhiều tiền của Đảng Dân Chủ đã là người bảo vệ quyết liệt cho bà Kamala Harris trong nhiều năm qua, và nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiếm được số tiền lớn với chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris. Có một điểm đặc biệt quan trọng, đó là nhóm Do Thái quyền lực ở New York không ưa thích gì bà Kamala Harris vì tôn giáo và chủng tộc. Mặc dù bà theo đạo Baptist, bà là thành viên trong nhóm họp kín của Quốc hội người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương. Trong quá khứ, bà Kamala Harris đã lập kỷ lục do Bernie Sanders thiết lập vào năm 2016 về số tiền quyên góp nhiều nhất trong ngày sau khi thông báo bà ấy ra tranh cử năm 2019. Công bằng mà nói thì rằng, chẳng riêng gì Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ cũng vậy quý vị. Cũng có nhiều người kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính nữ trong giới chính trị mà họ cho rằng đàn ông nên lãnh đạo. Trong cuộc tranh cử lịch sử này, tôi thực sự lo ngại vì bà Kamala Harris trèo lên đỉnh núi còn khó khăn hơn bà Hillary Clinton gấp nhiều lần. Donald Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội, đã nói rằng Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống và chắc chắn không phù hợp để phục vụ và chưa bao giờ như vậy. Và ngay lập tức, tên tà lọt, tên bán dầu rắn cao cấp Mike Johnson cũng lặp lại y chang lời của tên giáo chủ MAGA không sai một chữ. Mike Johnson còn ám chỉ đến một âm mưu của bác sĩ và giới truyền thông nhằm che giấu tình trạng thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden. Nhưng bây giờ cả tên giáo chủ và tên tà lọt sẽ không còn cơ hội nào để nói ra nói vào nữa. Tổng thống Biden đã tán thành việc Kamala Harris sẽ kế nhiệm ông và nhiều thành viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ có thể sẽ làm theo. Nhưng điều đáng chú ý là một số đảng viên Đảng Dân Chủ được bầu
bao gồm cả thượng nghị sĩ John Tester, người đang phải đối mặt với cuộc tái tranh cử khó khăn ở Montana, đã thúc giục một quy trình đề cử mở. Đó có thể là một lĩnh vực xích mích trong tương lai. Quá trình này rất phức tạp và mở ra cơ hội cho những biến động chính trị từ nay cho đến ngày 19 tháng 8, khi các đại biểu đảng Dân Chủ sẽ tập trung tại đại hội của họ để bỏ phiếu cho một ứng cử viên. Một phần lớn lý do tại sao Kamala Harris có lợi thế lớn so với các đảng viên đảng Dân Chủ khác là vì bà có khả năng dễ dàng kế thừa kho bạc của chiến dịch Biden-Harris. Khi Tổng thống Biden hồi phục sau COVID trong tuần này, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đảm nhận vai trò dẫn dắt trong quá trình vận động tranh cử. Bà đã tổ chức các cuộc vận động tranh cử ở hai tiểu bang chiến trường là Michigan và North Carolina, đồng thời dẫn đầu một cuộc gây quỹ mang về $2 triệu ở Massachusetts vào thứ Bảy. Với việc Phó Tổng thống Kamala Harris được coi là người thay thế tiềm năng cho Tổng thống Biden trong tấm vé đảng Dân Chủ, quan điểm của bà về các vấn đề quan trọng sẽ được cả hai đảng và cử tri cả nước xem xét kỹ lưỡng. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, Kamala Harris có bề dày thành tích về chính trị, là luật sư quận San Francisco, là cựu tổng trưởng lý của tiểu bang California, là thượng nghị sĩ liên bang và là phó tổng thống đương nhiệm. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York, lãnh đạo phe đa số, cho biết trong một tuyên bố rằng Joe Biden không chỉ là một tổng thống vĩ đại và là một nhà lãnh đạo lập pháp vĩ đại, mà ông còn là một con người thực sự tuyệt vời. Tất nhiên, quyết định của ông ấy không hề dễ dàng chút nào. Nhưng một lần nữa ông ấy đã đặt đất nước, đảng của mình và tương lai của chúng ta lên hàng đầu. Joe hôm nay chứng tỏ ông là một người yêu nước chân chính và một người Mỹ vĩ đại. Đối với bà Kamala Harris, thưa quý vị, ra tay cứu một đảng đang gặp khủng hoảng lãnh đạo và để chống lại một ứng cử viên nguy hiểm của đảng Cộng Hòa có thể là con đường ngắn nhất và duy nhất để trở thành tổng thống của bà. Nhưng vẫn có vài câu hỏi mở vẫn chưa có được câu trả lời. Đó là bà ấy có phải là nhà vận động đủ mạnh để giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hay không? Liệu bà ấy có thể đoàn kết đảng Dân Chủ và giành được sự ủng hộ của các cử tri độc lập hay không? Liệu bà ấy có thể vượt qua được dòng chảy định mệnh không thể tránh khỏi của sự phân biệt chủng tộc và sự khinh thường phụ nữ đang hướng tới mình hay không? Tuy nhiên, khi so sánh hai ứng cử viên, người Mỹ giờ đây lại dễ dàng nhìn ra sự khác biệt nhiều hơn trước. Không còn là hai ông già tuổi sắp xỉ nhau nữa, mà đó là một nam, một nữ. Một ông già 78 tuổi nhớ trước quên sau và một phụ nữ trung niên đứng tuổi 59 tuổi. Một tên gian thương lừa đảo và một luật sư. Một tên tội phạm bị kết án và một cựu tổng trưởng lý của tiểu bang California. Đó, quý vị biết rồi. Biết rồi thì hãy chọn đi. Chọn rồi thì đừng hối hận. Việt Linh xin cảm ơn tác giả Trấn Nguyễn đã tham gia bài viết cùng chương trình hôm nay. Vâng, xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả. Xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau vài phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.